giá vàng tăng gần 6 triệu đồng trên lượng so với đầu năm. Chốt phiên giao dịch hôm nay mùng 8 tháng 8, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của DOJI giao dịch ở mức 41,7 triệu đồng trên lượng mua vào, 42,25 triệu đồng trên lượng bán ra đối với giao dịch bán buôn và bán lẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC chốt ngày giao dịch ở mức 41,78 triệu đồng trên lượng, 42,28 triệu đồng trên lượng. Thậm chí tại Đà Nẵng, giá vàng SJC còn tăng vọt lên mức 41,8 triệu đồng trên lượng, 42,35 triệu đồng trên lượng. Như vậy, trong ngày giao dịch hôm nay, giá vàng SJC tăng tới 530.000 đồng trên lượng và 550.000 đồng trên lượng. Còn theo báo giá của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC chốt ngày giao dịch ở mức 41,85 triệu đồng trên lượng, 42,25 triệu đồng trên lượng, tức tăng tới 600.000 đồng trên lượng. Trên thế giới, lúc 19 giờ 30 phút hôm nay, giờ Việt Nam, giá vàng qua niêm yết trên Kitco.com có biên độ giảm 4,9 USD ounce, giao dịch ở mức 1.496 USD ounce. Với mức giá giao dịch trên, giá vàng SJC hiện cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Và so với thời điểm đầu năm, mỗi lượng vàng SJC đã tăng khoảng 5,7 triệu đồng, tương đương 15% giá trị. Chốt phiên giao dịch ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, giá vàng SJC được DOJI niêm yết ở mức 36,45 triệu đồng trên lượng mua vào và 36,55 triệu đồng trên lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 36,27 triệu đồng trên lượng và 36,59 triệu đồng trên lượng. Còn nhớ, vào thời điểm đầu năm, giới đầu tư nhận định, năm 2019 sẽ chứng kiến sự khởi đầu của một chu kỳ tăng mới của giá vàng và đẩy giá kim loại lên tới 1.500 USD ounce, khoảng 42 triệu đồng trên lượng quy đổi theo tỷ giá. Trong năm 2018, giá vàng cũng biến động khá mạnh, lên đỉnh cao 1.365 USD ounce hồi giữa tháng 4 rồi về mức thấp nhất là 1.160 USD ounce hồi tháng 8, trước khi kết thúc năm ở mức 1.281 USD ounce. Giá vàng 2018 giảm chủ yếu do đồng USD tăng giá. Chỉ số DXY, đo lường đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 4,6% tính chung trên cả năm 2018 khi tranh chấp thương mại Mỹ-Trung nổ ra và lãi suất tại Mỹ tăng lên. Chỉ số ICE Dollar, chỉ số đo biến động của đồng USD với 6 loại tiền tệ lớn khác, tăng 4,5% trong năm nay. Thế nhưng trong riêng tháng 12 năm 2018, chỉ số giảm hơn 1%. Theo thống kê của Metallurgy và AM, chỉ minh thời điểm đầu năm thì, kể từ năm 2000 tới nay đã có 3 chu kỳ tăng giá lớn của vàng, và thị trường sắp có một chu kỳ tăng giá khác với đỉnh chu kỳ có thể đạt 1.900 USD ounce, khoảng 53,2 triệu đồng trên lượng quy đổi theo tỷ giá hiện tại. An Hà, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.